Khi mà mới gặp gia đình anh thì em rất thú vị. Mẹ anh chẳng biết phải gọi bằng cô hay sẽ gọi bằng chị. Bất ngờ biết cô cũng là nàng dâu mới. Cứ ngỡ chuyện này chỉ có trong phim thôi, khiến bao nhiêu điều lại trở nên rắc rối. Vậy thế là sắp tới sẽ có hai cô dâu của anh và ba, rồi ta sẽ về chung một nhà. Sẽ có những buồn vui rồi cãi vã, mọi thứ vẫn qua thôi mà. Làm dâu thì rất khó nhưng cũng chẳng phải lo, mình cứ cho hết những chân thành rồi niềm vui sẽ có. Chuyện mẹ trong nàng dâu khó ai hiểu nhau, thế cứ luôn đau đầu. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như bé có đúng không? Bực mình quá. Lấy chồng gì mới, lấy chồng được một thời gian mà nhan sắc tàn phai, da dẻ sập sệ. Tại cái ông này nè. Cái gì mà tại anh? Tại anh á, anh làm cho anh xấu xí. Anh, em nói anh nghe nè. Cuối tuần này á, có cái hội chợ làm đẹp. Anh dẫn em tới hội chợ làm đẹp, anh mua cho em kem dưỡng da nha. Mua cái gì nữa? Em mua đầy cho nó đã xài hết đâu. Trời ơi, anh có biết là em làm dâu rất là cực khổ không? Đầu tắt mặt tối, làm dâu cho bà nội chưa nói, còn phải làm dâu cho chị mẹ chồng nữa. Người ta làm dâu một, em làm dâu gấp hai lần đó. Cái này là em nói hơi quá rồi đó. Quá là sao? Việc nhà thì anh thấy hả, chia đều ra mà. Mà dì Hà vừa làm việc nhà vừa phải đi làm nữa. Thế đó dì Hà, còn em là em. Nếu mà anh muốn có một người vợ giống như dì Hà thì anh cưới dì Hà đi. Nói mà em cứ cãi, cứng đầu ghê luôn á. Anh nói là em phải đi học hỏi mẹ chồng đi. Cứ suốt ngày cà tưng rồi kiếm chuyện, riết rồi không ai chịu nổi luôn. Ngày hôm nay anh đã nói ra những cái điều mà anh đã giấu trong lòng đúng không? Anh coi thường em đúng không? Như vậy thì anh sẽ chờ đó. Luca Bacchi. Em nói gì vậy? Nói gì kệ em, trong phim hoạt hình nó nói vậy, tôi bắt chước thì nói theo. Cái thằng này á, giờ sao đây ta? Cái bà này bà cũng... Ủa cái gì vậy? Mệt. Sao vậy? Bị gì? Bị gì đâu. Đói bụng hả chị mẹ chồng? Đói bụng hả? Dạ. Đói bụng thì đi mua đồ ăn về ăn. Nhức đầu quá. Không hiểu sao hôm nay bị mệt sao á chị mẹ chồng. Thôi tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Muốn ăn cái gì nói đi, tôi đi mua cho. Thì chị mẹ chồng đi được không? Được. Chứ tôi cũng đang nhức đầu, tôi muốn đi ra ngoài cho tôi sao thoải mái chút xíu. Công việc áp lực quá. Thấy mặt chị mẹ chồng hôm nay không có vui nha. Mệt lắm. Bây giờ muốn ăn gì tôi đi mua cho, ăn mì gói nha. Tôi chỉ có thể mua được mì gói và nấu mì gói thôi, chứ tôi không nấu được món gì khác cả. Dạ thôi vậy thì con cũng đâu dám đòi hỏi nhiều. Dạ cảm ơn chị mẹ chồng. Ở nhà đi nha, lo dạ. Coi lấy nước uống dạ. Đi chứ để không thôi mệt á. Dạ nhức đầu quá. 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 Hôm nay bị khó chịu công việc mà. Công việc chắc là không có suôn sẻ. Để quên cái điện thoại rồi. Dạ. Dạ anh Nam hả? Dạ chị mẹ chồng của bé đi ra ngoài mua đồ rồi, một chút nữa mới về. Dạ. À dạ. Anh Nam nói là
ngày mai 4 giờ chiều chị mẹ chồng phải đi gặp bà Sang. Bà này quan trọng lắm hả anh em? À, rồi, ok. Bé nhớ rồi, 4 giờ chiều gặp bà Sang ở cà phê Chiều Xuân đúng không? Dạ, dạ rồi, bye bye anh em. Hẹn hò cái kiểu gì mà bây giờ còn chưa tới nữa. Tôi sẽ cho cô từ 1 đến 5. Nếu mà cô không tới nữa tôi sẽ đi về. 1 2 3 4 Dạ. Ai đây? Dạ. Em xin chào bà. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Thị Bé, là trợ lý đặc biệt của chị Ngọc Hà ngày hôm nay đến gặp bà để bàn công việc làm ăn. Nè, tới trễ là đã bực bội rồi, còn kêu thêm bà nữa là không muốn nói chuyện rồi đó nha. Dạ. Chị tha lỗi cho em, tại vì em sợ là em nói chị thì chị khó, chị nói là tại vì chị vai vế của chị là một cái người làm lớn như vậy thì chị đâu có chấp nhận ngang hàng ngang lưới với em đúng không chị? Thôi chị đừng giận nè, chị ngồi xuống đi chị. Đi nha. Dạ. Nhưng mà tự nhiên tôi phải ngồi ở đây với cô làm cái gì? Dạ. Trong khi đó là tôi muốn làm việc với cô Ngọc Hà. Dạ. Nhưng mà cái chuyện đến đây gặp khách hàng là cái chuyện quan trọng. Cô ấy không coi trọng tôi có nghĩa là cô ấy không coi trọng cái hợp đồng này. Dạ không có đâu chị. Chị tin em đi. Chị Hà dành rất nhiều tâm huyết cho cái hợp đồng này. Em thấy chị Hà thức trắng nhiều đêm tới nỗi là đầu muốn bạc trắng luôn rồi chị, để dành cái tâm huyết cho bao nhiêu cái thiết kế dành cho chị. Chị ơi chị tin em đi chị, em thiệt thà dân miền Tây chị. Em tới đây em mặc cái áo bà ba chị cũng biết rồi, cho hỏi chị quê đâu ạ? Tôi người Sài Gòn. Về Sài Gòn thôi cũng thông cảm cho miền Tây, coi như chúng ta là cùng miền Nam nha chị. Chị thông cảm cho em nha. Em thấy là chị là cái người mà rất là sang trọng, rất là đẹp nè. Chị nếu mà chị đồng ý làm cái hợp đồng này với chị Hà đó, là cái đó là một cái điều, một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời. Và tuyệt vời hơn nữa là trên cái thần thái của chị, em đang thấy trên cái thần thái của chị, wow. Sao? Bàn tay đẹp quá chị ơi. Wow, rồi bàn tay búp măng nè chị. Cái này là tay búp măng đeo hộp xoàn, đeo ruby rồi đúng không chị? Đeo vàng rồi này kia không à. Cái bàn tay gì mà nâng lên quá trời đẹp chị. Cái ngón tay quá trời đẹp luôn. Nhưng mà nó hơi có một khuyết điểm một tí xíu nha chị nha. Khuyết điểm gì? Dạ cái khuyết điểm này á là em thấy là cái móng tay của chị nó hơi bị khô nè. Chắc là cái chỗ làm nail của chị á nó giống như là nó sử dụng những cái hóa chất gì đó không có tốt cho cái móng tay của chị. Chị ơi chị hãy quay lại cái vấn đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là chị hãy ký kết cái hợp đồng này với chị Hà đi. Tại vì nếu như chị ký kết cái hợp đồng này với chị Hà thì em sẽ khuyến mãi cho chị 10 suất làm nail miễn phí, do chính em là nghệ nhân làm nail, em sẽ đích thân em làm cho chị. Nghệ nhân làm nail. Dạ. Được 10 suất luôn. Dạ 10 suất luôn chị, em làm miễn phí luôn cũng được. Miễn là chị ở đây chị ký với em một cái chữ ký để mà điêu cái hợp đồng với chị Hà. Chị cũng biết rồi, bữa giờ chị cũng nói chuyện với chị Hà, chị cũng biết năng lực của chị Hà như thế nào rồi đúng không? Ngày hôm nay chỉ là chị Hà có một cái việc rất là bận không có thể nào xuất hiện thôi, chứ không phải là chị Hà vô trách nhiệm đâu chị. Em nói thiệt, chị nhìn em đi chị gái miền Tây. Dạ. Vậy thì cô nói cho tôi nghe thử cái ý tưởng của cô Hà về cái chương trình lần này của tôi như thế nào. Nếu như mà tôi thấy hợp lý thì tôi sẽ ký. Dạ, dạ thưa chị. Chị hãy nhìn đây đây chị. Wow, chị hãy nhìn đây. Thấy cô có ý tưởng này cũng lạ lạ. Dạ. Nghe cũng hay á. Dạ. Đáng lý á là tôi rất là giận vì cái chuyện mà cô Ngọc Hà không đến đây gặp tôi. Thôi, đừng mà giận cử chị. Cô tới. Dạ, đừng giận. Nhưng mà sau khi nói chuyện với cô á thì tôi thấy được cô là một người rất là nhiệt huyết và cô có những cái ý tưởng rất là sáng tạo. Dạ. Và tôi á thì rất cần những người có ý tưởng sáng tạo và táo bạo giống như cô. Dạ, em cảm ơn chị thiệt là nhiều. Vậy thì xem như tôi sẽ chấp nhận cái hợp đồng lần này của bên cô Ngọc Hà.
À, và thêm một điều nữa. Điều gì chị? Qua làm nail đúng không chị? Cái chuyện đó thì chị em mình sau này gặp nhau dài dài á, thì chắc chắn chuyện đó sẽ liên tiếp chứ không phải là 10 rước đâu. À, tôi sẽ nói với cô Ngọc Hà, lần này sẽ cho cô á, sẽ sát cánh với tôi trong dự án này. Và đặc biệt á, những cái ý tưởng của cô á, nếu như mà cô có suy nghĩ ra thấy cái gì đó hay hay nữa thì cô cứ việc mạnh dạn mà nói với tôi. Tôi đặc biệt á, là rất thích những người có ý tưởng táo bạo giống như cô. Dạ, em cảm ơn chị. Em sẽ về em nói liền với chị Ngọc Hà. Thế nào á, chị cũng sẽ rất là thích và rất là hạnh phúc vì em đã làm được một cái điều rất là tốt. Cảm ơn chị nhiều nha. Cái lần thứ 11 sẽ giảm 50%. Rồi, được rồi. Vậy thì bây giờ chị em mình sẽ hợp tác trong vui vẻ. Dạ. Làm gì vậy bé? Cái gì mà cái mặt nghiêm trọng vậy? Xin được giới thiệu với chị mẹ. Cầm trên tay của bé đây là một tấm hợp đồng trị giá hàng triệu đồng. Và tấm hợp đồng này xin được dành tặng cho chị mẹ, bởi vì đây là hợp đồng đã chốt với bà Sang. Trời ơi, như vậy là bé đã ký được hợp đồng. Mà chẳng những vậy, bé còn nâng cái giá trị hợp đồng lên gấp đôi nữa. Trời ơi, thiệt hả? Chị mẹ đã sáng mắt chưa? Đã chấp nhận tài năng của bé chưa? Trời ơi, phải công nhận là bé hên quá à. Gì hên? Cái này là hên đó. Sao hên được? Trời, cái này là công sức của bé. Khổ bé lắm luôn á. Cái này là cái công chuyện làm ăn của tôi mà. Cái thứ nhất nè ha, bé tự động bé đi gặp đối tác của tôi để bé ký hợp đồng là bé đã sai rồi. Cái thứ hai bé sai nữa là bé lại nói dối về cái giờ giấc, làm tôi không có đi được. Ví dụ như ngày hôm nay bé không ký được cái hợp đồng này, tôi cũng không ký được, rồi ai chịu trách nhiệm đây? Cái đó là cái chuyện ví dụ của chị mẹ thôi. Còn thực tế là bé đã mang được cái hợp đồng về cho chị mẹ rồi. Và thậm chí bé còn nâng được cái hợp đồng nó lên gấp đôi so với cái deal lúc đầu của chị mẹ với bà Sang nữa. Cho nên là chị mẹ phải biết ơn bé. Chứ chị mẹ đừng có nhen nhóm cái suy nghĩ là chị mẹ sẽ đá bé ra khỏi cái dự án này. Nếu như chị mẹ mà nhen nhóm mà đá bé ra khỏi cái dự án này, bé sẽ lập tức gọi điện thoại cho bà Sang. Và lúc đó bà Sang sẽ hủy cái hợp đồng này với chị mẹ luôn. Ê mà nói nghe nè, đi gặp đối tác ký hợp đồng mà mặc vậy hả? Cái đó là cái đặc trưng của bé. Khổ bé ghê luôn á. Mình làm cái gì mình cũng phải có chiến lược, phải có kế hoạch chứ đâu phải mà muốn làm là làm đâu. À, có chuyện gì mà hai dì cháu dự án với hợp đồng hoành tráng quá vậy? Hỏi con bé kìa, tôi khổ lắm. Dạ, xin được giới thiệu với chồng. Ngồi trước mặt của chồng đây không phải là thị bé thông thường của mọi ngày. Ngồi trước mặt của chồng đây chính là trợ lý đặc biệt của dự án nhà chị mẹ. Và cái hợp đồng mà chị mẹ đang cầm ở trên tay là chính là em mang về cho chị mẹ đó. Cho nên là ngày hôm nay thì em xin phép chồng, em xin phép chị mẹ, em xin không có nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt đồ, lau nhà ngày hôm nay. Tại vì em phải dành cái sức của mình, cái não của mình, cái tâm trí của mình để mà đặt hết tâm huyết vào dự án này. Em sẽ làm cho cái dự án này sẽ ngày càng phát triển và vươn lên một tầm cao mới. Trả lại cái hợp đồng cho chị bé nha. Này, thư ký đặc biệt xin phép được lui. Và khi mà thư ký đang làm việc thì mọi người đừng có gõ cửa để làm gì, làm phiền thư ký lắm nha. Ủa, sau này mà có chuyện gì xảy ra gì đừng tìm con nữa nha. Con biết đâu nha. Trời. Chưa dễ chân mà thoái thác trách nhiệm rồi. Thôi ơi, con cũng cầu trời khẩn Phật cho con thị bé nó đừng làm bể dĩa cái show lần này của con.